Chào các bạn đối với kênh Tony TV. Chào bạn. Và trong video này thì mình muốn hỏi các bạn là nhập học rồi các bạn có vui không vậy hả? Dạ không. Vậy nghe nói là nghỉ hè mấy đứa nhớ bạn bè trường lớp lắm đúng không? Dạ đúng. Bây giờ 2 ngày nay nhập học rồi, thấy bạn bè thì mấy đứa cảm giác như thế nào? Không vui. Hết vui rồi hả? Dạ rồi. Rồi hết vui thì giờ mình quay clip cho nó vui đi. Dạ. Giờ mấy đứa muốn anh quay cái clip gì nè? Ăn lên Vinh, ăn lên Vinh. Ăn thật nhiều mới có sức khỏe được chứ. Cuộc sống này sức khỏe nó là vàng, hợp lý không? Hợp lý. Bây giờ mình sẽ ăn, mấy đứa muốn ăn cái gì ta? Ăn lẩu. Anh Vinh ơi, hổm ngày nhập học rồi, anh lựa cái clip nào mà quay trong một ngày á, chứ đừng có quay 2-3 ngày nữa. Vậy thì quyết định trong video này chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách mới, làm cái nồi lẩu dài 2 mét. Đi chặt keo thôi mà, sao đi qua cái chỗ nguy hiểm dưới trời. Tôi muốn chết luôn. Che tàu thì nó mới thẳng, cái ống nó mới bự thì mình mới có thể làm lẩu ở phía trong cái cây này được. Mình sẽ quyết định cưới cái cây này. Mày cứ từ từ thôi Cường, coi chừng mày bật ngửa té chết luôn đó. Hả? Cái nơi gì mà nguy hiểm chứ trời. Sắp đến rồi. Rồi, rồi đứng rồi đó. Rồi. Đang mò đang dép lên nè. Trời. Dép Vinh bự khó kéo lắm. Nặng ơi, trời. Dép đen hồi lùi. Team của mình là có 12 thành viên cho nên mình sẽ cưa cái tre ra làm 2, mỗi bên là 6 lóng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy mình sẽ cưa ở chỗ này nha. Gác thì gạt ở dưới cây tre đi Tham. Ừ. Cưa ngọc. Còn nửa phần tre dư này chừng nữa mình làm cái kệ, gác cây tre lên làm nồi lẩu. Để tre xuống để rửa. Rửa xong tụi mình sẽ đục. Đục vỏ lóng tre là một cái nắp nha mọi người. Rửa hạt cho sạch nha. Rồi chiên miếng đi bạn, chiên miếng. Đó giờ ăn lẩu trong nồi không à. Bây giờ ăn lẩu trong ống tre luôn mới chịu. Trời ơi, dơ dữ trời, mấy cây tre nẻ dính sình nè. Trời cho thiệt sạch á. Rửa xong rồi đây. Bộ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đục cây tre nha. Để xuống ngao. Chết tre đại. Rồi bỏ xuống. Mình về cái team này đục mấy cái nắp tre nè các bạn. Đục thành hai cái nắp giống như vậy nè. Mỗi cái ống tre sẽ có nắp khác nhau. Các bạn đục xong rồi hãy đánh dấu nha, như của mình là số 1. Đây là số 2, thằng Nhá đang đục cái số 3 nè. Các bạn đục mấy nắp tre là phải thắng hàng, chứ xô le là nấu lẩu lên một đứa ăn được, một đứa bị đổ. Đục thắng hàng nha anh Nhá, sai một ly là đi một dặm đó. Biết rồi. Sau khi đục xong thì mình sẽ nạy cái nắp lên nha. Giờ sẽ đánh dấu nắp số 3. Tương tự như vậy mình sẽ đục nắp cho các ống tre còn lại. A few moments later. Hai ống tre sau khi đục nắp thì nó được như thế này đây. Như cái thanh tre này là nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 hộp. Rồi, để đây. Kê gập lên anh để xuống. Rồi, rồi ok. Vậy từ rồi. Từ. Rồi. Để bước ra cái đó. Bước ra anh Vinh ơi. Rồi, nắp này là nắp số 2 đây. Nắp này là nắp số 3 đây. Ờ, đó, nó khớp hết rồi các bạn. Số 4. Số 5. Ủa mấy cái nắp này lúc mình đục ra là nó dơ rồi, mình phải cần rửa chứ anh Vinh? Nãy giờ là mình chỉ lấy cái nắp mình đậy vào mấy cái hộp đó để cho các bạn thấy là nó khớp với nhau thôi. Chứ thật ra là mấy cái nắp mấy đứa phải đi rửa lại mới được. Mấy cái nắp tre này các bạn phải lấy miếng cước chà nghe không thôi. Các bạn lấy tay các bạn chà, dầm nó đâm vô cái tay chảy máu á. Còn mấy cái nắp nữa là đại ơi. Để anh nha. Nói gì nó cũng phải rửa ống tre cho thật sạch để nó lẩu ăn nha mọi người. Rửa xong rồi, giờ bọn mình đem lại đẳng. Rồi, chắc nhà xem chưa? Giờ bọn mình sẽ đi tìm củi đây. Rồi. Nắp rửa sạch rồi, mình sẽ đến đây nha, mình sẽ đi tìm củi với mấy bạn. Nghe là nếu cái ống tre nó hình tròn,
mình để trên này nè, nó lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Ví dụ như đang ăn lẩu rồi nó lăn, cái nước lẩu bay vô mình cương phỏng là sao? Đúng không? Nó hình tròn mà nó lăn. Mình phải đóng cố định hai cái thanh tre này lại với nhau như vậy nè. Thì khi đó nó mới không còn lăn nữa. Hiểu chưa? Hiểu. Bọn mình đang hái củ nè, lát để lót chọc hai cây tre rồi đốt nấu lẩu ăn. Chắc củ nha các bạn. Củi không cần dài đâu, nếu mà dài quá thì bẻ cho nó ngắn lại nha. Trời ơi trời, ai mà bẻ củi bự như vậy. Xách lại đây đi. Xách lại. Ừ, để xuống, gác lên đống củi. Xong phim. Giờ anh hỏi mấy đứa muốn ăn cái gì? Em ăn mực nang đi. Mực nang. Còn chết ăn tôm hùm. Đây là buổi tiệc trung thu lớn nhất từ trước tới giờ đó. Tôm hùm này bự quá, sao nhét vô ống tre vừa? Tôm hùm này bự quá, nhét ống tre không vừa, thôi mình chuyển sang tôm tích nha. Dạ. Rồi, tôm tích này bán sao em? 500.000 ký đúng không? Rồi em lấy cho anh 15 con đi. Wow, mấy con tôm tích này bự quá. Giờ bọn con gái mình đi làm nước lẩu nha. Đúng là con tôm tích 500 ngàn một ký có khác. Bự chà bá luôn. Để vô ống tre. Ăn thoải mái đi, một đứa muốn ăn 10 gói cũng được em nữa. Em ăn 2 gói à, em ăn 2 gói, em ăn 2 gói đây. Nè đại, đại này ăn chắc chục gói hay là chục thùng giữa bụng nó mới no nè. Rồi đem đằng đây. Để vô, A Đại này mập nè, A Đại qua bên cái ống chè bự này ăn đi. Yeah. Xé ra, nhát mì vào. Đó, mì của mình để mấy cái cục nhỏ gì thôi, ăn nó mới ngon. Anh Vinh ơi, chế nước lẩu vô đi. Bọn em làm mì xong hết rồi. Lấy nháp nha các bạn, của mình là số 6. Của mình là số 4. Của mình số 1. Mình ngăn số 2. Giờ là sẽ phân chia tôm tích nha. Ừ, con tôm tích chà bá không à, con này bự nè. Nhát bên cho thằng mập địch này đi. Cảm ơn anh dạ. Nhát nó xuống, coi chừng nó nhảy đó. Tiểu Cường ốm nè, ăn nhiều vô nghe, cho con tôm tích đầy trứng nè. Dạ. Đè nó xuống. Nó nhảy nhảy hùng. Tiểu Hùng. Hùng, Tiểu Hùng. Tới số mày rồi tôm tích ơi, chuẩn bị vô bụng tao đi con. Trời ơi, con tôm tích quá trời bự luôn rồi. Bữa tiệc trung thu này quá đã. Để nó lại. Nhiều ngắn nhéo. Đây. Mình phải ăn nhiều lắm các bạn ơi, bỏ nhiều vô. Chế cũng khoái ăn nhiều lắm á. Nhiều vô luôn mấy con bự. Gao đây. Anh Vinh. Trời ơi mấy đứa khoan hay. Biết rồi mấy đứa khoan hay đậy lại. Dạ. Biết không? Chừng nào mà anh chế nước lẩu vô mấy đứa cưng hay chế đậy lại mình hay nhóm lửa. Thế đây. Vinh ơi, chị hiểu mấy anh Vinh. Biết rồi, từ từ. Trời ơi trời nó ngon, chế nước lẩu vô đi Ngọc, nhanh lên nhanh lên. Tất cả tránh ra để tôi múc nước lẩu cho. Đi Ngọc. Nước lẩu ngon. Trời ơi trời nó ngon, đun lửa lên nha mọi người. Xong rồi bọn mình sẽ đãi cho lẩu nó sôi rồi bọn mình sẽ bưng cây tre ra. 5 minutes later. Củi cháy chưa hết mà lẩu sôi nãy giờ rồi. Anh Ngáo, lấy cái ống tre qua đây đi. Trời nó đè hư cái ống tre luôn. Nó hôm, hôm phức luôn. Ngon rồi. Ngon rồi, mà con mi nó ngon. Mình phải ăn con tôm tích sớm mới được các bạn. Mấy cậu mới nói dành ăn của mình. Ngon nữa không? Con nghêu của mình chín mất luôn rồi, giờ mình sẽ gỡ ra. Thịt nghêu nó ngon quá. Bây giờ mình sẽ lột con tôm tích ăn nha. Có mì của con mi này 90g mình ăn không đủ, mình phải đi lấy thêm gói mới được. Ăn thoải mái đi nha. Một gói ăn không đủ thì ăn 2-3 gói. Dạ. Thêm gói nữa nha bạn. Quá trời ngon rồi. Ăn hết đi, hết xíu em vô. Chắc nhiêu đây mình ăn không đủ quá các bạn ơi. Cái gói 90g mà chỉ đủ nhét cái răng của anh thôi mấy đứa à. Wow.
quá no các bạn ơi, nãy giờ mình ăn 3 gói rồi đó. Nãy giờ mình chỉ ăn có 2 gói thôi. Còn mình 3 gói luôn. Mình sạch xanh luôn à. Mình 5 gói luôn mà. Ừ. Đại ăn một mình đó mà tới 5 gói 65 g. Bó tay luôn thiệt chứ. Đây. Tôm tôm tít chứ tôm hùm đâu, tôm hùm á nó bự quá. Mua nhét vô trong ống tre là không có vừa các bạn. Con tôm hùm nó còn bự hơn ống tre nữa, sao nhét tôm hùm vô ống được. Đúng không? Dạ đúng. Mình mới chuyển sang mua tôm tít. Đó. Thì giờ video này hy vọng các bạn sẽ yêu thích. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới tung ra, các bạn sẽ nhận được thông báo để vào xem. Hẹn gặp các bạn ở những video sau nhé. Bye bye. Bye, bye. 6 7 8 9 10 rồi để. Vậy là cái mức nó đây. Ok. Trời ơi cái mức sao vậy? Ăn gian nhảy sao tới? Rồi đi luôn đi ơi đại ơi, đừng có nản. Cố lên. Cố lên đại ơi. Cố lên đại ơi. Tin nè. Đại ơi. Cái nữa. Ba lần lần. Ở nó đi mà chu cái đít kìa kìa. Gá lên đại ơi, gá lên đại ơi. Gá lên.